Tiền vô địch cười khổ nói. Nếu là tinh nguyên thật sự, tự nhiên có giá trị này. Hắn cũng chỉ tùy ý mở đánh cược mà thôi, muốn kiếm nhỏ một số, không thể ngờ lại liên lụy đánh cược lớn như thế. Dựa theo tỷ lệ đặt cược mà tính, nếu Lý Vân Tiêu chiến thắng, hắn kiếm được 50 tỷ nguyên thạch, nghĩ lại thì toàn thân kích động. Nhưng nếu như Lương Ngọc Y chiến thắng, hắn bồi thường 250 tỷ, nghĩ vậy kết quả này thì sắc mặt của hắn tái nhợt, hận không thể tự mình xông lên chém Lương Ngọc Y. Lương Ngọc Y gật đầu, nói. Lý Vân Tiêu, cảm ơn tinh nguyên của ngươi, ta vừa vặn rất cần. Khóe miệng Lý Vân Tiêu cong lên, nói. Ta cũng rất chờ mong ngươi có nhiều nguyên thạch như thế. Lương Ngọc Y tươi cười khó có được, nói. Đã như vậy, không nên lãng phí thời gian nữa. Nàng giơ tay phải lên, nhẹ nhẹ điểm ra, một thanh hư kiếm xuất hiện trên trời, chém thẳng vào Lý Vân Tiêu. Chiêu pháp rất lưu loát, không có dòng dài dây dưa, tuy đơn giản trực tiếp nhưng lại rất vừa mắt trên mặt lý vân tiêu vẫn mang theo nét vui vẻ hắn cũng hơi băn khoăn dù sao mọi người ở đây không thiếu cao thủ một ít thủ đoạn không tiện thi triển ra ví dụ như bất diệt kim thân và ba thức kiếm quyết nếu như bị người ta nhìn ra mánh khóe thì đó là đại họa ngập trời mặc dù không sử dụng những chiêu thức danh khí lớn hắn cũng dựng ở thế bất bại tối thiểu nhất còn có hồ lô tiểu kim cương nếu thả nó ra cho dù là cường giả võ tôn đỉnh phong cũng có thể đánh một trận huống chi chỉ là lương ngọc y và lúc này đột nhiên cảm thấy mình quá phận đối với tiểu cô nương này là không công bình phanh bóng kiếm trên trời đánh xuống trên mặt nổ ra một cái hố lớn hào quang dưới chân lý vân tiêu chớp động bộ pháp của hắn dễ dàng né một kiếm này thân ảnh lương ngọc y lao lên phía trước cũng sử dụng bộ pháp tinh diệu tàn ảnh hiện ra nàng đã tới gần chiến đấu với lý vân tiêu mắt thường khó có thể phân biệt ra động tác của hai người nhưng bốn phía đa số là cao thủ mỗi chiêu mỗi thức bọn họ không coi vào đâu nhìn thấy thật rõ ràng Chiêu thức của Lương Ngọc Y vô cùng huyền ảo, quần áo màu xanh nổi lên một tầng màu đỏ, quyền phong trưởng lực không yếu thế, một tức lại một thức. Trái lại Lý Vân Tiêu dường như bị đối phương ép sát lâm vào bị động, thực sự dùng chiêu phá chiêu, cũng không có lâm vào hạ phong. Hơn nữa trưởng lực của hắn tận lực không đụng trực tiếp với Lương Ngọc Y, dù sao tu vị trên lệch một đại cảnh giới, ngạnh kháng cũng làm hắn ăn thiệt thòi. Lương Ngọc Y cũng nhìn trúng điểm này, ý định bằng vào tu vị ép nguyên khí đối phương hao hết, Đến lúc đó mà kệ hắn nắm chắc bài cỡ nào, không có nguyên khí thì cũng chỉ là con hổ giấy. Lý Vân Tiêu thật cổ quái, hắn chỉ có lực lượng võ hoàng nhị tinh, làm sao có thể chiến đấu với Lương Ngọc Y lâu như thế? Trương Sùng lộ ra vẻ cổ quái, nói. Nhìn qua thì rất nhiều lực lượng bị thân thể của hắn tiếp thu, chẳng lẽ hắn kiêm tu thân thể? Tiền vô địch lập tức nhớ ngày đó trong Tu Di Sơn, đế già một lòng muốn đoạt xá thân thể Lý Vân Tiêu, nghĩ tới đúng là như vậy, nhân tiện nói thân thể của hắn rất cường đại, nếu không có thần dị, đây là bí pháp tu luyện. Trương Sùng chợt nói, thì ra là thế, bí pháp có thể thừa nhận một đại cảnh giới công kích, thật là không đơn giản a. À. nhưng nếu chỉ có thủ đoạn này thì không có gì cả. Đang nói, trong tay Lương Ngọc Y cầm xuất hiện hỏa kiếm, cổ tay xuất hiện từng đạo tàn ảnh, đầu đuôi đụng vào nhau tạo thành lưới lửa, từ bốn phương tám hướng áp tới, Lý Vân Tiêu giống như cá trong lưới, không thể tránh thoát. Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết, nói thủy long ngâm nguyên tố thủy hệ trong không trung ngưng tụ lại ngón tay của hắn hương tụ thủy cầu mô phỏng khí lưu hình rồng vây quanh được bí quyết dẫn đạo phá tan lưới lửa thủy long như ẩn như hiện có hình kiếm bao phủ đã phân không rõ đây là thủy hệ hóa long hay là kiếm quang hóa long tê tê cho nháy mắt thủy long va chạm lập tức bốc hơi lên một thanh băng kiếm trong nháy mắt sẽ không khí mà đi trong nháy mắt hóa thành cương quang chói mắt chảm phá lưới lửa Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chém ra, Lý Vân Tiêu phi thân bay tới, cùng lao ra cùng thanh kiếm. Lương Ngọc Y quát một tiếng, chân đạp hỏa diễm lao đi, khí thế trên người tăng mạnh, rất nhanh đạt tới võ tôn tam tinh đỉnh phong. Lưới lửa trên bầu trời áp xúc lại thành hỏa cầu, lăng không bay múa, giống như mặt trời hạ sơn. Thái Dương thần quyết, nhất mạch hóa viêm dương. Lương Ngọc Y đánh ra một trường, trên bầu trời ngưng tụ hỏa cầu rơi xuống, mà trường lực của nàng phong kín không gian, làm cho lý vân tiêu không cách nào nhúc nhích mạc tiểu xuyên khiếp sợ nói trưởng lực thật bá đạo một nữ hài tử lại tu luyện vũ kỹ trí dương khó trách nàng nói nam hỏa kim tinh nguyên có chỗ tốt thật lớn với nàng sắc mặt đinh linh nhi mặt ngưng trọng nói lương ngọc y tu luyện là hỏa hệ nhưng mà so sánh với cửu dương thần thể của vân thường tỷ tỷ thì còn kém xa không ít lạc Vân thường đỏ mặt nói linh nhi muội muội đừng vội cười nhạo ta thực lực của ta còn kém xa Đinh Linh Nhi cười nói. Tỷ tỷ không cần thiết tự coi nhẹ mình, Vân Thiếu từng nói qua thần tiêu cung cửu dương chân khí chính là vì thể chất của người mà sinh. Năm đó cố thanh thanh đệ nhất thiên hạ chính là nhờ cửu dương thần thể, tỷ tỷ tiền đồ không thể hạn lượng, chỉ cầu sau này ngàn vạn đừng làm như không quen muội muội a. À. Lạc Vân thường nghe Lý Vân Tiêu nói vậy, nội tâm lập tức ngọt ngào, trong nội tâm lại bao phủ một tầng lo lắng. Kinh ngạc thất thần, nội tâm lẩm bẩm, Vân Thiếu nói nhiều như thế với nàng, nhưng vì cái gì không nói cùng ta biển lửa trong tràng, đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, khẽ cười nói. Rốt cuộc cũng động thủ thật sự. Không gian xung quanh dưới bàn tay Lương Ngọc Y phòng thủ kiên cố, muốn thuấn di độ khó quá lớn. Lý Vân Tiêu lật tay đâm ra một kiếm, chín đạo thanh liên nở rộ, trước người hợp thành một đường, thủ hộ thân hình ngăn cản hỏa diễm. Ân, xảy ra chuyện gì? Võ tôn tam tinh đỉnh phong viêm dương chi lực bị hắn ngăn cản. Người bốn phía cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả sắc mặt Tu Đan Hà cũng biến thành khó coi. Ta thấy là do thanh hàn kiếm trong tay của hắn làm được, trên thân kiếm kia tỏa hàn khí ra, vừa vặn khắc chế viêm dương chi lực của Lương Ngọc Y. Chuôi kiếm này đúng là bất phàm, ra khỏi vỏ thì hàn quan như nước, vô cùng có khả năng là cửu dai. Thất túc cảnh võ hoàng sử dụng huyền khí cửu dai, quá mức lãng phí a. À. Người ta có bản lĩnh, lừa gạt tiểu nha đầu xoay quanh, đoán chừng thanh kiếm này là cô gái nhỏ của thiên nguyên thương hội dốc sức chế tạo cho hắn đấy chật chật, tài sắc song thu, vì sao ta không có mệnh tốt như thế? Vậy chỉ có thể trách phụ mẫu sinh ra ngươi với gương mặt ếch, nếu không có tiền nện xuống, làm sao tán tỉnh tiểu muội được đây? Lương Ngọc Y nhíu mày, hiển nhiên cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu ngăn cản một kích của mình, cảm thấy khó tin, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, không có thần sắc gì cả. Nhị khí sinh âm dương, tứ nhật đồng chuyển. Nàng quát một tiếng, bí quyết trong tay cải biến, hiện ra ra một hỏa tuyến kéo dài, bị chín đạo thanh liên của Lý Vân Tiêu ngăn cản. Hỏa cầu đột nhiên phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chốc lát bốn mặt trời thay đổi liên tục, tiền vào trong thanh liên, phá vỡ cân bằng của thanh liên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, bốn hỏa cầu này lao tới, tuy uy lực không gia tăng gấp bốn lần, nhưng cũng tăng lên gấp bội. Hắn là võ hoàng nhị tinh thông qua kích phát lực lượng Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng căn bản không ngăn cản được. Không có át chủ bài nào khác, vậy đi chết đi. Lương Ngọc Y quát một tiếng, bàn tay điều khiển hỏa cầu đánh tới. Người thiên nguyên thương hội cảm thấy trái tim đang ở trên cổ họng, bọn họ cho rằng dù thế nào Lý Vân Tiêu có không thể tránh một kiếp này. Ngay cả tiền vô địch vốn vô cùng tự tin cũng có chút bận tâm, dù sao tiền đặt cược quá lớn, hắn không thua nổi. Vào lúc này có lòng tin nhất chính là lệ phi vũ, ngay đó trong mai cốc, Lý Vân Tiêu dùng trạng thái ma hóa sử dụng kiếm quyết ngay cả hắn cũng kinh hãi không dứt. Nếu vào lúc này tái hiện, tứ nhật đồng chuyển của Lương Ngọc Y cũng bị phá dễ dàng. Nhưng mà ma hóa không phải bổn ý của Lý Vân Tiêu, mà kiếm quyết càng không dám dùng. Gió tới. Mi tâm của Lý Vân Tiêu xuất hiện Thái Cổ Thiên Mục, một cơn gió mạnh từ hư không vô tận kéo tới. Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm chỉ thẳng lên trời cao, Thái Cổ Cương Phong chi lực dùng bảo kiếm làm vật dẫn đánh ra ngoài. Tứ Nhật Đồng chuẩn bị ngăn cản được, không cách nào tiến lên mảy may. Ngược lại Viêm Dương chi lực đang dần dần suy yếu, rất có xu thế bị cắn nuốt. Rốt cuộc Lương Ngọc Y biến sắc, nàng cũng cảm nhận được gió trên trường kiếm của Lý Vân Tiêu không tầm thường, đang tiêu hao viêm dương của mình nhanh chóng. Nàng quát một tiếng, thân thể mềm mại bay lên trời cao, bốn đạo hỏa cầu bay trở về, không ngừng xoay chung quanh nàng, mà thi triển ấn quyết càng nhanh hơn. Nhâm Quang Nhiễm cũng cả kinh, nói, Lý Vân Tiêu thực sự mạnh như vậy sao? Lại có thể khiến Lương Ngọc Y thi triển bí thuật trung cực. Sắc mặt lệ phi vũ ngưng trọng, nói, hắn còn lợi hại hơn bây giờ nhiều, ta lo lắng là cho dù Lương Ngọc Y thi triển chiêu đó cũng chưa chắc làm gì được hắn. Cái gì? Chuyện phiếm. Tu Đan Hà quát lạnh nói. Lệ công tử chưa bao giờ thấy chiêu trung cực của Lương Ngọc Y, há có thể dễ dàng vọng động suy đoán. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Ta mặc dù không có nhìn thấy Lương Ngọc Y thi triển, nhưng thấy quả Lý Vân Tiêu thi triển kiếm quang trung cực, nói thực ra, hiện tại nhớ tới ta còn không cảm thấy mình có thể tiếp được một kiếm đó. Sắc mặt Tu Đan Hà đại biến, lộ ra thần sắc hoàn toàn không tin. Nhân quang nhiễm thì vỗ đùi, nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi vì sao không nói sớm, ta áp hai tỷ nguyên thạch lương ngọc y thằng đấy. Lệ phi vũ cười khổ nói. Tuy Lý Vân Tiêu ác chủ bài cường hãn, nhưng ta thấy lương ngọc y muội tử không kém đâu, phần thắng còn rất lớn. Giờ phút này trên trận đấu, lương ngọc y thi triển ấn quyết, bốn đại hỏa cầu đột nhiên hiện ra, vậy mà phân hóa lần nữa, năm, sáu, bảy. Cuối cùng hóa thành 10 mặt trời, không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau và lớn mạnh lên. Đây là, quả nhiên là thập nhật đồng thiên. Trên mặt tiền vô địch đầy vẻ ngương trọng, nói, không thể ngờ thật sự luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Trương Sùng cũng cả kinh nói, cô gái nhỏ này thiên phú quá đáng sợ, Lý Vân Tiêu có phiền toái, thập nhật đồng thiên này hắn có thể ngăn cản hay không, ta thật sự hiếu kỳ đấy. Hừ, ngăn cản sao? Trong trận doanh, sắc mặt Tu Đan Hà mang theo vẻ tàn khốc và khinh thường, lãnh đạm nói. Đương nhiên là trực tiếp chết đi rồi. Hởi. Hai tay Lương Ngọc Y dơ lên trời, mười hỏa cầu khổng lồ bay lên, chậm rãi bay lên thiêu đốt cả bầu trời, thành Tống Nguyệt Dương xuất hiện mười mặt trời bao phủ. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn lên bầu trời, hỏa cầu phát ra uy lực to lớn, giống như mặt trời thật sự, nếu như rơi xuống dưới, cho dù hắn thi triển bất diệt kim thân cũng không thể ngăn cản. La Anh nói ra, quả nhiên là thập nhật đồng thiên, đúng là đáng mừng nếu mười mặt trời rơi xuống, sợ rằng cả thành Tống Nguyệt Dương cũng bị phá hư phân nửa, không bằng mấy người chúng ta ra tay, khóa không gian bốn phía lại, để tránh năng lượng ảnh hưởng quá lớn. Đúng, Trương Sùng cũng khẽ gật đầu, chuẩn bị ra tay. Vạn bảo lâu nhâm quang nhiễm cũng ra khỏi hàng, chỉ có tu đan hà sắc mặt lạnh như băng, bỏ mặc hành vi của bọn họ. Ba người chúng ta đã đủ rồi. La Anh nói, chậm rãi rũi tay phải ra, một đạo đế khí trực tiếp bắn lên không trung trương sùng cùng nhâm quang nhiễm cũng lần lượt ra tay ba đạo đế khí tản ra trên không trung hình thành một kết giới cường đại sau đó bao phủ xuống khóa dị tượng thập nhật đồng thiên lại cả thành tống nguyệt dương đều khiếp sợ không rõ bên kia đang xảy ra cái gì chỉ có chỉ có nhân sĩ cao tầng mới biết được thậm chí cũng có không ít người lăng không bay lên quan sát toàn thân lương ngọc y lúc này giống như đang thiếu đốt ở trên không trung lạnh lùng nhìn qua lý vân tiêu nói ta sử dụng thập nhật đồng thiên rất ngạc nhiên ngươi sẽ ứng phó thế nào hay là tan thành mây khói đây? Nàng giơ tay phải lên cao cao, đột nhiên điểm xuống, quát. Thập nhật đồng thiên, hủy thiên diệt địa. Mười hỏa cầu khổng lồ áp xuống, quanh quẩn trên không trung, phóng thẳng về phía Lý Vân Tiêu, hào quang mặt trời sáng ngời, chiếu rọi sắc mặt ngây ngốc của Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người cho rằng hắn tuyệt vọng, nhưng trên thực chất Lý Vân Tiêu vẫn đang đánh giá nên tiếp chiêu này thế nào. Là ném giới thần bi ra hay là ném hồ lô tiểu kim cương ra, hoặc là ném hoàng chiêu trung ra, hoặc là trực tiếp dùng ma thiên khải cùng bất diệt kim thân ngạnh kháng. Lựa chọn quá nhiều, người cũng dễ mất tập trung. Bỏ đi, nếu như người khác nhận ra cũng không sao, Lý Vân Tiêu ta chưa bao giờ sợ ai. Long còng. Vào thời khắc mấu chốt của thập nhật đồng thiên, trường kiếm của Lý Vân Tiêu cắm xuống đất, tay phải đặt lên chuôi kiếm. Một đạo long ảnh từ cánh tay chậm rãi rót vào trong bắc thiên hàn tinh kiếm, trong chốc lát tiếng long ngâm vang vọng. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng sinh ra yêu hóa, hiện ra từng phiến lân giáp, trên trán còn có hai sừng. Từ khi long ảnh rót vào trong thân kiếm, trên thân kiếm có du long xuất hiện, tản mát ra kiếm ý khủng bố. Ân, yêu hóa, đây là át chủ bài của hắn sao. Đồng tử cường giả bốn phía co rút lại, cảm nhận được lực lượng trên người Lý Vân Tiêu và kiếm ý trên bắc thiên hàn tinh kiếm tỏa ra, đã hoàn toàn không kém gì võ tôn. Tay trái Lý Vân Tiêu ngưng tụ ra một đám kim quang, chậm rãi phóng tới trước người, hóa thành một đóa hoa sen, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Trong giây lát kim quang nổ tung như ngôi sao tan nát, kim quang chói mắt hiển hiện, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ánh mắt đau đớn, thoáng cái vội vàng nhắm mắt lại. Đồng tử Mạc Tiểu Xuyên hơi co lại, trước con người xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, trực tiếp đem ngăn cản kim quang chiếu ra, trong nội tâm âm thầm đắc ý nói, ta biết ngay hắn sẽ dùng thủ thuật che mắt, dám ở trước mặt nhiều cường giả thi triển kiếm quyết, không hổ là sư phó a, cũng không sợ dẫn phiền toái vào người trong nháy mắt kim quang nở rộ lý vân tiêu cầm bắc thiên hàn tinh kiếm đánh ra một đạo kiếm khí phi long tại thiên ngôi sao bốn phía tan nát mười mặt trời bị kiếm quang làm ảm đạm thất sắc chính là kiếm quyết tinh diệt lương ngọc y cũng bị kim quang làm nhắm mắt lại nhưng mà vẫn cảm giác được kiếm khí kinh thiên kia giống như thần tiễn xạ nhật một đạo long ảnh phóng thẳng về phía mười mặt trời ầm ầm chờ thời điểm mọi người mở mắt ra nhìn thấy thập nhật đồng thiên tan nát cả kết giới chỉ có biển lửa trừ ánh lửa ra thì không nhìn thấy cái gì khác. Nhưng lực lượng bá đạo mạnh mẽ xuyên thấu qua kết giới sinh ra chấn động mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Trong mắt tiền vô địch tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhiều dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu, vừa rồi chiêu thập nhật đồng thiên xuất hiện. Lý Vân Tiêu không biết đã làm cái gì, đáp án hắn không nhìn thấy được, cảm giác tức giận lan tràn trong lòng. Lực lượng thật mạnh, Lý Vân Tiêu chết sao? Còn phải hỏi, nhất định đã bị đốt thành cạn bã, không thấy biển lửa trong kết giới rất khủng bố sao. Thế nhưng mà, ta vừa rồi cảm nhận được kiếm khí tuyệt cường, loại cảm giác này thiếu chút nữa dọa ta hồn vía lên mây, dường như không giới thập nhật đồng thiên. Ân, ta cũng cảm nhận được, nhưng mà lúc trước bị kim quang làm trói mắt, thoáng cái thất thần không nhìn thấy cái gì cả. Nghe mọi người bàn tán xì sao, bất luận thế nào cũng là Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người Đinh Linh Nhi nghe xong nội tâm siết chặt, Mặc dù biết Lý Vân Tiêu thần thông mạnh mẽ cũng sinh ra lo nghĩ. La Anh và các cường giả ánh mắt rung động mạnh mẽ, vừa rồi bọn họ đã quá khinh thường, vậy mà bị Lý Vân Tiêu ám toán, bị kim quang đâm vào mắt, lập tức mù tạm thời, không thể nhìn thấy kiếm quang kia cho nên thất vọng. Mà khiến người ta khiếp sợ là, trong lúc sống chết trước mắt, Lý Vân Tiêu lại muốn che giấu tai mắt của mọi người, hắn rốt cuộc muốn che giấu cái gì? Che giấu một chiêu kiếm thức kia, chẳng lẽ có cái gì không muốn người ta nhận ra sao? Lần này ngay cả Tu Đan Hà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì dùng tu vị của hắn rõ ràng phát giác được Lý Vân Tiêu cũng chưa chết, thậm chí còn không có bị thương nặng. Biển lửa trong kết giới, dù sao lực lượng kiếm quang tinh diệt quá yếu, tuy phá vỡ mấy đạo viêm dương chi hỏa, nhưng mà vẫn oanh kích lên người của hắn. Ma Thiên chiến giáp bao phủ thân thể, ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, nhưng giờ phút này Ma Thiên chiến giáp không còn ma khí, cũng giống như huyền khí không có linh khí, cơ bản không sinh ra tác dụng gì rất nhiều viêm dương vẫn trùng kích lên người Lý Vân Tiêu, thiêu đốt thân thể của hắn. Trong hỏa diễm hừng hực này, hắn cũng không phải sợ có người nhìn thấy, một chút kim quang sinh ra trên làn da ngăn cản viêm dương thiêu đốt và hấp thu chúng đi, bổ sung chữa trị thân thể. Mặc dù chỉ là bất diệt kim thân giai đoạn sơ cấp, nhưng mà đã đạt tới cân đối, làm cho miệng vết thương khôi phục rất nhanh. Trương Sùng mở miệng nói, viêm dương chi lực đã tiêu tán không còn bao nhiêu, bỏ kết giới đi hắn dẫn đầu hóa thành kim quang bay trở lại đội ngũ kim tiền bang, kết giới trên bầu trời yếu đi rất nhiều. Hai người khác cũng thu tay lại, viêm dương chi hỏa khuếch tán ra ngoài, đám võ giả cấp thấp chung quanh chạy thục mạng. Nhưng viêm dương chi lực đã nỏ mạnh hết đà, sau khi bốc cháy ngắn ngủi đã dập tắt, mà hỏa diễm tiêu tán xuất hiện thân ảnh Lý Vân Tiêu. Mặc dù không phải lông tóc ít bị tổn thương, nhưng cũng không có việc gì, trên mặt vẫn tươi cười. Cái này, Tất cả mọi người cảm thấy đầu óc bị lôi đình đánh trúng, mất đi năng lực suy nghĩ, cả đám mở to mắt như hạt châu, văn vê trong mắt, cho rằng đang nhìn lầm. Làm sao có thể? Thập nhật đồng thiên cũng không thể giết hắn. Tu Đan Hà lần này cũng sợ run, triệt để phát mộng. Ân, kẻ này có quá nhiều bí mật. Công tử ngày sau gặp gỡ, ngàn vạn phải cẩn thận. La Anh nhẹ giọng dặn dò, đường tâm bên cạnh trừ hoảng sợ ra, nhiều hơn chính là ngương trọng và trầm tư. Lương Ngọc Y sau khi thi triển thập nhật đồng thiên thì tinh khí thần giảm đi trên phạm vi lớn, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Tuy nàng cũng nghĩ tới Lý Vân Tiêu chưa chắc chết dưới chiêu này, nhưng không có nghĩ tới lại dễ dàng phá giải, hơn nữa hồn nhiên không có việc gì, mà bản thân mình tiêu hao linh khí quá lớn. Dù sao nàng cũng là cường giả mạnh mẽ, sau khi khiếp sợ đã lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thân ảnh trở nên nhạt đi trên không trung, cuối cùng chậm rãi biến mất. Ẩn vào hư không sao? Chiêu thức rất quê mùa a. À. Lý Vân Tiêu cười cười, thần thức tản ra, trong lúc này hắn nhíu mày, kinh ngạc nói. Kỳ quái, cũng không có không gian chấn động, nàng làm sao tiến vào hư không, vậy làm sao biến mất chứ? Lần này không chỉ có Lý Vân Tiêu, thân hình cường giả bốn phía chấn động, bởi vì bọn họ cũng phát hiện vấn đề, Lương Ngọc y ẩn vào không gian chẳng đơn giản như vậy. Vèo, đột nhiên một đạo hư ảnh hiện ra bên trái Lý Vân Tiêu, một đạo kiếm quang chém tới. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, thẳng tới khi lương ngọc y ra chiêu thì hắn mới cảm giác được đối phương tinh thần lực trên mi tâm tản ra đảo qua không gian bộ phía hắn thuấn di ra xa xa tránh né kiếm quang vừa rồi thuấn gian di động mọi người cả kinh rồi đây chính là tuyệt mỹ rất mạnh chỉ có bát giai đại thuật luyện sư mới có thể thi triển ra ồ không trung chuyển đến âm thanh của lương ngọc y hiển nhiên cũng kinh ngạc khi hắn thuấn di sau đó rốt cuộc không bắt được dấu vết của lương ngọc y nữa nhân quang nhiễm nhịn không được nói Nha, hai người này có át chủ bài phía sau, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu là bát giai thuật luyện sư sao? Hắn làm sao biết thuấn gian di động? Những lời này làm nội tâm của mọi người chấn động mạnh mẽ, nếu thật là bát giai đại thuật luyện sư, vậy thì quyết đấu thuật đạo ai ngăn cản nổi. Người nghĩ tới điểm này đều thất thần, vốn không nhìn tốt thiên nguyên thương hội, chẳng lẽ sắp trổ hết tài năng, trở thành hắc mã lớn nhất sao? Cho dù trận này thua Lương Ngọc Y, cũng chỉ là một hồi thất bại mà thôi, dùng biểu hiện trước mắt của Lý Vân Tiêu, dưới thập nhật đồng thiên còn không có việc gì còn có tâm tư đùa nghịch thủ đoạn che giấu chiêu thức của mình cả bảy đại thương hội trừ lệ phi vũ ra còn có ai dễ dàng thắng hắn một bậc mặc dù là lệ phi vũ giờ phút này ánh mắt cũng ngưng trọng nội tâm không có chút nắm chắc nào cả cho dù là bát giai đại thuật luyện sư thì như thế nào chư vị không cần lo lắng lý vân tiêu trận này phải chết đột nhiên tu Đàn hà nói ra ánh mắt nhìn qua trận đấu tràn ngập tin tưởng mười phần Tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, thập nhật đồng thiên siêu cấp đại sát chiêu còn không làm lý Vân Tiêu bị thương bao nhiêu, Lương Ngọc Y nàng dựa vào cái gì có thể chiến thắng? Chẳng lẽ chỉ bằng bí pháp biến mất này? Kiếm quang của Lương Ngọc Y không ngừng bắn ra từ các phương vị khác nhau, Lý Vân Tiêu không thể dự đoán được chút nào cả. Sau mấy hiệp, Lương Ngọc Y ra tay càng lúc càng nhanh, đám người đứng ngoài xem chỉ nhìn thấy bóng kiếm và thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Lương Ngọc Y có thể làm gì? Trên mặt tiền vô địch mang theo bộ dáng kinh hãi, hắn cũng không cảm giác được đối phương ở đâu, nhưng kiếm quang đó là chân thật, đổi lại hắn ở trên lôi đài, chỉ sợ đã xong đời rồi. Sắc mặt Trương Sùng cũng ngưng trọng, trầm tư nói. Ân, bí pháp thật kỳ quái, ngay cả ta cũng không thể bắt được sự tồn tại của nàng, ta cũng rất tò mò đây là chuyện gì. Trong vũ kỹ của thiên nhất các ta chưa từng thấy qua thân pháp này, chẳng lẽ Lương Ngọc Y có cao nhân chỉ điểm. Lần này ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng ngưng trọng, dùng tu vị của bọn họ vẫn không nhìn ra mảnh khóe tuy không cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ bại, nhưng mà tiếp tục như thế cũng không có biện pháp. Lý Vân Tiêu trốn đông tránh tây, mặc dù có được thuấn di nhưng hắn vẫn nhanh chóng lâm vào hạ phong. Ngay cả ta cũng không cảm giác được, tình huống này ta cũng không xa lạ gì, không thể nào là đồ đệ của người nọ. Hẳn là bí pháp nào đó mô phỏng ra loại tình huống này mà thôi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu trở nên an tĩnh lại, chậm rãi nói ra, khóe miệng còn mỉm cười, nói. Tất cả công kích của ngươi nhìn như lăng lệ, có thể thấy được bản thể của ngươi cách ta không xa, kỳ thật chiêu này của ngươi rất dễ phá, ngươi có tin hay không? A, à, từ khi ta nắm giữ bí thuật tới nay, còn chưa từng có người phá vỡ qua. Lương Ngọc Y nói ra, nhưng mà mỗi chữ đều ở phương vị khác nhau, làm cho người ta không nắm lấy được. Hừ, cuồng vọng. Tu Đan Hà cười lạnh nói. Phương pháp khích tướng này vô dụng với Lương Ngọc Y. Sắc mặt Lệ Phi Vũ cũng ngưng trọng, nội tâm đang không ngừng suy tư nếu như mình gặp tình huống này phải làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Bởi vì ngươi gặp được kẻ khác, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, như vậy ít nhất chứng minh sóng âm của ta đạt tới vị trí mà ngươi đang đứng. Cũng ít nhất là vừa chạm vào biên giới vùng không gian này, nếu không sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong không gian khác. Lương Ngọc Y lạnh nhạt nói. Ngươi nói không sai, nhưng không còn nhiều thời gian nữa đâu, mặc dù ngươi công kích đúng vị trí, nhưng mà xác suất chúng ta là bằng không, thử hỏi ngươi làm sao tiếp xúc với ta chứ, huống hồ ta còn có thể di động. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt của hắn dần dần ngưng tụ, duỗi tay phải ra, hoàng chiêu trùng hiện ra, hào quang màu vàng mang theo vận luật cổ xưa, to lớn mà đại khí. Đồng tử tiền vô địch đột nhiên co rút lại, thân hình chấn động. Hắn tự nhiên nhận ra đây là bảo bối Lý Vân Tiêu cướp đoạt được trong Tu Di Sơn, trong mắt của hắn mang theo oán khí, ngày đó tại Tu Di Sơn hắn tay không mà về. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng công kích âm ba toàn phương vị, ngươi chạy cũng không thể chạy thời điểm lực lượng sóng âm đánh chúng, tất nhiên lộ ra rung rung, chỉ cần sóng âm không ngừng, ngươi run rẩy không ngừng, đến lúc đó ngươi làm sao ẩn nấp đây. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, Hoàng Chiêu Trung trong tay gõ vang đương một tiếng, một đạo âm luật cổ xưa vang lên, sóng âm lập tức bao phủ cả không gian. Cái này, đây là huyền khí gì? Mọi người nơi đây chấn động, âm ba bình thường mặc dù có thể bao phủ toàn phương vị, cũng tuyệt đối không đại khí như cổ trung này, cổ vận giạt rào, giống như từ quá khứ vọng tới tương lai. Lần này ngay cả Tu Đan Hà cũng biến sắc, trong mắt mang theo kinh hoàng và ngạc nhiên. Lương Ngọc Y, ta đã bắt được ngươi, thắng bại đã nghiêng về phía ta. Lý Vân Tiêu cầm kiếm chém ra, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đột nhiên ra tay đâm vào hư không. Sóng âm sinh ra tần suất rung động thật nhỏ, nhưng mà vẫn không tránh được thần thức của Lý Vân Tiêu. Hừ, muốn đi? Dưới tiếng chuông của ta, bất luận tần suất chấn động thật nhỏ nào cũng bị ta bắt được chỉ cần ngươi chống cự tiếng chuông thì chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa. Trừ phi ngươi buông tha chống cự như vậy tiếng chuông sẽ rót vào thân thể của ngươi, chấn động kinh mạch và khí huyết, ngươi sẽ bạo thể mà chết. Kiếm quang trong tay Lý Vân Tiêu đả động, đuổi theo hướng di động của Lương Ngọc Y, cười lạnh nói. Chống cự cũng chết, không chống cự cũng chết, ngươi biết nên lựa chọn thế nào chứ? Phanh, Lý Vân Tiêu cầm bắc thiên hàn tinh kiếm rung mạnh, một viêm dương trì lực áp tới. Thân ảnh Lương Ngọc Y hiện ra trên hư không, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin cùng khiếp sợ xanh mặt thi triển viêm dương bí quyết đánh xuống phẫn nộ quát mặc dù ta lộ ra chân thân ngươi cũng chẳng có lực chống cự thì nói gì tới bại người bốn phía vô cùng kinh hãi thử hỏi đổi lại là mình ai có thể nghĩ ra biện pháp tinh diệu bức lương ngọc y ra mặc dù hiện tại biết rõ phương pháp này ai có thể chế tạo ra công kích âm ba mạnh như thế hơn nữa có thể khống chế tinh diệu như vậy cảm giác được chấn động thật nhỏ của sóng âm ha ha ta và ngươi chênh lệch một đại cảnh giới, không dễ đánh. Nhưng mà vừa rồi thi triển thập nhật đồng thiên và bí thuật ẩn tàng thân hình, thể năng của ngươi không còn được một phần ba lúc trước à. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Thử hỏi ngươi còn có thể chống được bao lâu? Hắn nói xong, trường kiếm trong tay run lên, không ngừng thi triển các loại kiếm chiêu công kích hao phí thể lực và nguyên khí của Lương Ngọc Y. Trừ một ít biến thái ra, thể lực không đủ chính là nhược điểm của nữ tử. Từ khi Lý Vân Tiêu công kích không chút gián đoạn này, Lương Ngọc Y rốt cuộc lâm vào hạ phong, sắc mặt người bốn phía đen lại, bởi vì bọn họ đều áp nặng vào Lương Ngọc Y, lần này thua ngay cả quần lót cũng không còn. Sắc mặt Lương Ngọc Y tái nhợt, cực kỳ không cam lòng vận chuyển pháp quyết, chậm rãi ngưng tụ ra một hỏa cầu. Nhưng ai nấy đều thấy được, đây đã là nỏ mạnh hết đà, kết cục không thể cải biến. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, thân ảnh Thuấn Di biến mất tại chỗ, thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lương Ngọc Y, đá vào đầu vai của nàng, trực tiếp đánh nàng bay ra xa phanh một cước này sinh ra kinh lực mạnh mẽ khí huyết của nàng chấn động té ra xa xa trên mặt đất xuất hiện dấu vết dài hỏa cầu cũng tiêu tán võ quyết đã phân thắng thua có tiếp tục nữa hay không lý vân tiêu đứng ở đó ngạo nghễ mà đứng khóe miệng của hắn tươi cười phong đạm vân khinh trong ánh mắt mọi người đầy vẻ suy nghĩ nhưng phần lớn là vẻ mặt ngương trọng đặc biệt là lệ phi vũ tiền vô địch cùng đường tâm ba nhân kiệt xuất chúng trong thế hệ trẻ lương ngọc y vừa đánh một trận đã nói với bọn họ rằng không chỉ có thắng bại không biết cho dù có thể thủ thắng cũng tuyệt đối không thắng được dễ dàng lý vân tiêu thoáng cái biến thành đại địch trong suy nghĩ của mọi người la anh chậm rãi mở miệng nói võ quyết lần này lý vân tiêu thắng chư vị có dị nghị gì không chư dùng vốn bộ dáng rảnh rỗi náo nhiệt sau khi lý vân tiêu vận dụng hoàng chiêu trung thì thần sắc của hắn ngương trọng mở miệng nói không có dị nghị không biết tu trưởng lão có ý kiến gì không sắc mặt tu đan hà mặt xanh mét không nói nên lời trong mắt mang theo thần thái như cho tàn lần này té quá mạnh không chỉ chết một trưởng lão song hội còn chưa bắt đầu đã thua võ quyết còn ném đi 50 tỷ nguyên thạch tất cả những chuyện này đều là thiếu niên kia ban tặng hắn đã suy nghĩ kỹ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết người này nhưng nàng biết không thể gian nan nói ra hai chữ phế vật ánh mắt lạnh như băng nhìn quét qua lương ngọc y đang xấu hổ thứ hai ánh mắt của hắn chấn động cảm thấy lạnh cả người và khuất nhục sông lên đầu. Ánh mắt của hắn u oán nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong con người tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lãnh đạm nói. Nhìn cái gì, thắng bại là chuyện thường, thua thì mắng người ta là phế vật, ngươi có nhân phẩm hay không? Trong mắt Tu Đan Hà phun ra lửa, lạnh giọng nói. Ngươi dám mắng ta. Nội tâm của hắn sinh ra sát ý mạnh mẽ, thập phần muốn tìm cớ lập tức ra tay đánh chết Lý Vân Tiêu. Hừ, chửi mắng ngươi thì như thế nào." Lý Vân Tiêu khinh thường nói, "Nếu không phải hiện tại chẳng phải đối thủ của ngươi, ta còn muốn một tát đánh chết ngươi đấy, ngươi cứ chờ đi, không qua vài năm ta sẽ phế ngươi." Ngươi toàn trường đổ mồ hôi lạnh, dám nói chuyện vô lễ với cường giả võ đế như thế, chỉ dũng khí và gan dạ sáng suốt này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Muốn chết?" Thân ảnh Tu Đan Hà chớp động, biến mất trên vương tọa, động tác của hắn quá nhanh thời điểm mọi người nhìn rõ thì công kích đã đánh tới. Tiền vô địch cùng đường tâm đều hoảng hốt, nếu Lý Vân Tiêu chết, tình báo không chiếm được, lần này không xong rồi. Hừ, trong chàng chỉ còn lại tiếng hừ lạnh của Lý Vân Tiêu, thân thể biến mất tại chỗ. Hắn đã sớm nhìn ra bộ dáng dục dịch của Tu Đan Hà, trước tiên thuấn di rời đi, tránh thoát một kích kia. Oanh, trên san xuất hiện cái hô to, hoàn toàn không có nhìn thấy Tu Đan Hà ra tay thế nào, nhưng mà kết quả là như thế sắc mặt la anh cùng trương sùng đột biến nhao nhao lập tức ra tay ngăn cản trước mặt tu đan hà trương sùng lãnh đạm nói tu trưởng lão đánh bạc chịu thua võ quyết kết quả đã định tất cả mọi người là người công chính ngươi đúng như lời của lý vân tiêu nói vì sao không có nhân phẩm như thế tu đan hà tức giận nghiến răng nhìn qua lý vân tiêu xuất hiện sau lưng hai người lạnh lùng nói lý vân tiêu cái tên này ta ghi nhớ không giết ngươi ta thể không bỏ qua Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn phất tay, khẽ nói. Tùy tiện tùy tiện, người sau khi thua ném ngoan thoại, không chỉ có mình người. Mặt mũi là cần nhờ thực lực đoạt được, mà không phải phóng ngoan thoại, ngốc điểu. Ngươi, phốc. Dưới kích thích cực độ, Tu Đan Hà rốt cục nhịn không được phun máu tươi, thân là đại trưởng lão thiên nhất các. Đã khi nào chịu khuất nhục như thế, trong mắt đã hoàn toàn đỏ bừng, cơ hồ chỉ có một chữ giết. La Anh nhướng mày, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu thật sự không biết tốt xấu, nếu triệt để chọc giận tu đan hà cho dù có thể tránh được hôm nay có thể tránh được cả đời hay sao hắn sợ phức tạp vội vàng nói nếu tu trưởng lão cũng tán thành kết quả võ quyết như vậy đúng như đã nói lúc trước chuyện nơi này bỏ qua thiên nhất các đã thua một hồi chư vị tản ra đi lý vân tiêu đứng trên không trung cũng không để ý đám người đứng ngoài khiếp sợ cái gì đó nói linh nhi lấy tiền toàn thân mọi người chấn động không ít người hai mắt đỏ bừng đây chính là toàn bộ tài sản của bọn họ a. À. Thua không nổi thì đừng đánh bạc, hiện tại cũng chỉ là một chút tiền mà thôi, ta thấy dường như có kẻ đầu óc nóng lên, nếu tiếp tục nóng như thế, không chắc sẽ bỏ mạng đấy. Giọng nói lạnh như băng của Lý Vân Tiêu vang lên, lúc này mới khiến một ít cái đầu nóng thanh tỉnh lại, một ít người cơ linh đã tỉnh táo hơn. Ha ha, nhiều phúc nhiều phúc. Tuy tiền vô địch đỏ mắt Lý Vân Tiêu đoạt được, nhưng hắn là người biết đủ sung sướng mang 150 tỷ nguyên thạch giao ra ngoài. Thiên nhất các và thế lực phục thuộc sắc mặt đen lại, được Tu Đan Hà dẫn dắt rời đi. Lệ Phi Vũ cũng cáo từ nói. Chúc mừng Vân Thiếu, Tại Hạ cũng cáo từ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lệ công tử đừng quên lúc trước ngươi nói bàn giao thỏa mãn đấy. Ta không thích bị lừa gạt đâu. Lệ Phi Vũ nghe xong đổ mồ hôi, liên tục nói. Dễ nói dễ nói, ngay sau bàn lại hắn nhanh chóng bay đi như chạy trốn thật nhanh, chỉ cảm thấy nói nhiều với Lý Vân Tiêu một câu sẽ nguy hiểm nhiều hơn. Tất cả mọi người tản đi, vẻ mặt đường tâm không ngừng hâm mộ, nói. Chúc mừng Vân Thiếu Kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu, tuy ta đặt Lương Ngọc Y muội muội thắng, nhưng vẫn xem trong người. Trên tinh thần vẫn xem trọng và ủng hộ ngươi thủ thắng, quả nhiên hôm nay nhìn thấy trận quyết đấu này, chúng ta xem như đi không uổng công. Đêm nay ta ở nơi đóng quân tứ cực môn thiết yến, khoản đãi Vân Thiếu cùng vô địch huynh, mong rằng hãnh diện. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chúng ta hứa hẹn đã thực hiện, nên tới phiên Lý Vân Tiêu ngươi cống hiến tình báo. Hơn nữa địa điểm được chọn là trong tứ cực môn, đối với Lý Vân Tiêu mà nói cũng chưa hẳn không phải là một khảo nghiệm, xem hắn có dám tới hay không. Dù sao qua trận chiến ngày hôm nay, tên tuổi của hắn vang vọng trong cả thương minh, cao điệu tiến vào chú ý trọng điểm của thương minh, sợ rằng người muốn giết hắn cũng không ít. Trong tứ cực môn A, đường tâm công tử có bảo đảm an toàn cho ta hay không? lý vân tiêu làm ra bộ dáng sợ hãi đường tâm cười to nói vân thiếu chê cười rồi chỉ cần ngươi ở trong tứ cực môn chính là khách quý của ta cho dù là người bảy siêu cấp thế lực ta cũng bảo đảm an toàn cho ngươi